Bạn Cao Ninh Đỗ hỏi rằng em có lô đất một sào ở gần cầu Cứ Tân Lợi, liệu có hưởng lợi nhờ đường cao tốc không? Một sào đất ở Tân Lợi khi mà bạn đã mua ở Đồng Phú rồi thì cái tiềm năng của nó rất là tốt. Tuy nhiên, cái mà bạn cần quan tâm ở đây đó là hiện tại đất của bạn nó chưa có thổ cư bạn Cao Ninh Đỗ nhá. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bạn cần quan tâm về cái giá như thế nào. Nếu mà bạn mua cái giá nó cao rồi ý, thì cái việc mà khi mà chu kỳ tới nó đến ý, thì cái việc lợi nhuận cao cho bạn là sẽ khó. Còn cái việc hưởng lợi thì chắc chắn Đồng Phú nó sẽ được hưởng lợi. Tuy nhiên nó tùy vào vị trí bạn nhé, chứ không phải tất cả. Và quan trọng hơn nữa là chúng ta cần phải xem lại cái giá bạn mua nữa. Đấy. Và cái việc là mục đích sử dụng hiện tại bây giờ nó chưa có thổ cư, cho nên là cũng hơi nhạy cảm khi mà chúng ta bán ra trong thời gian tới. Thì bạn có thể kết nối đến hộp thư để mình xem cái sổ và xem cái việc chuyển đổi thổ cư có ok không. Nếu mà chuyển đổi lên thổ cư được thì bạn hãy xem xét chuyển đến đất ở, thì như vậy nó sẽ gia tăng cái giá trị đất của bạn thì bạn bán nó mới ok được. Đấy, đấy là về cái phần gọi là mục đích sử dụng đất. Còn cái về phần giá, nếu mà giá cao bạn đã mua phải cái giá cao, giá đỉnh trong thời gian vừa rồi, thì thời gian tới nếu mà gặp được cái người bán người mua mà họ thật sự thoải mái rủng rỉnh thì cũng rất là ok mà. Và chu kỳ tới trong thời gian đồng chu kỳ tới tại thị trường Đồng Phú thì nó sẽ ra nhanh hơn. Đấy. Và cái việc mà chúng ta thanh khoản nó sẽ dễ dàng hơn. Còn về Đồng Phú, Đồng Xoài, Trơn Thành, Bù Đăng thì tổng quan nó sẽ được hưởng lợi từ cái đường cao tốc Bình Phước và Đăng Nông. Đấy. Nhưng mà tùy ở vị trí và bạn vẫn cần phải xem xét các cái thông tin của thị trường là như thế nào. Bởi vì những cái thông tin mà trên mạng internet chỉ là những cái thông tin để chúng ta tham khảo trước thôi anh chị và các bạn nhé. Còn cái thông tin mà để chúng ta quyết định bán hay để thì vẫn cần phải những cái điều tra sâu hơn nữa.